Một sự việc hy hữu xảy ra vào khoảng 3 giờ ngày 12 tháng 4. Căn nhà 3 tầng ở số 117 trên đường Quy Hóa, phường Kim Tân, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai, bỗng nhiên đổ sụp hoàn toàn. Được biết, căn nhà này có hai ông bà cụ đang sinh sống, con cái đều đi làm ăn xa. Vụ việc xảy ra trong đêm, lúc đó chỉ có cụ bà đang ngủ, cụ ông đi vắng. Những thiệt hại và nguyên nhân ban đầu khiến sự việc hy hữu này xảy ra cụ thể như thế nào? Mời quý vị theo dõi sau đây. Theo hình ảnh mà quý vị đang thấy trên màn hình, ngay trong đêm tối, một căn nhà 3 tầng, 2 tầng mái, 1 tầng tùm bất ngờ đổ sập trước mắt mọi người trong tiếng la hét của những người chứng kiến. Theo người đăng tải đoạn clip cho biết, may mắn trước khi xảy ra sự việc, lực lượng chức năng đã kịp thời có mặt, di chuyển những người có mặt trong căn nhà và hạn chế người dân qua lại để đảm bảo an toàn. Được biết, căn nhà bị sập nằm ở số 117 trên đường Quy Hóa, phường Kim Tân, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai. Có hai ông bà cụ đang sinh sống, con cái đều đi làm ăn xa. Vụ việc xảy ra trong đêm, lúc đó chỉ có cụ bà đang ngủ, cụ ông đi vắng. Nhưng may mắn là khi thấy có dấu hiệu bất thường, cụ bà đã kịp thời ra ngoài trước khi căn nhà đổ sập. Rất may vụ việc không ghi nhận thiệt hại về người. Nguyên nhân bắt đầu được xác định là do ảnh hưởng bởi công trình bên cạnh là căn nhà số 119 đang thi công phần móng. Căn nhà này trước đó xin cấp phép xây dựng 4 tầng có tầng âm để xe. Chính quyền địa phương sẽ có buổi làm việc với hai gia đình để thống nhất phương án khắc phục.